Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình tối nay ngày 27 tháng 9 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024, định hướng mục tiêu nhiệm vụ năm 2025 và nhiều nội dung quan trọng khác. Tăng cường kết nối hợp tác đầu tư giữa tỉnh Thanh Hóa và các đối tác Hà Lan. Các doanh nghiệp Thanh Hóa tăng tốc xuất khẩu nông lâm thủy sản cuối năm. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 27 tháng 9, dưới sự chủ trì của đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024, định hướng mục tiêu nhiệm vụ năm 2025 và nhiều nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng năm 2024, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự nghị cho rằng, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn giữ được ổn định và tiếp tục phát triển. Nổi bật là công tác phòng chống, ứng phó, khắc phục hậu quả của bão số 3, số 4 và mưa lũ, ngập lụt được tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhà nước, nhân dân. Kinh tế phát triển khá, nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt kế hoạch cả năm. Nông nghiệp phát triển khá toàn diện, nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực duy trì sản xuất ổn định và tăng sản lượng, xuất khẩu hàng hóa tăng mạnh, hoạt động du lịch diễn ra sôi động, có thêm sản phẩm mới, tổng thu tăng cao. Dịch vụ vận tải tăng mạnh so với cùng kỳ, thu ngân sách nhà nước đạt cao so với dự toán, kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong nhóm dẫn đầu cả nước. Văn hóa xã hội chuyển biến tiến bộ, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao và duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân ổn định. Tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị văn hóa lớn, có sức lan tỏa mạnh, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội, tổ chức sâu rộng, huy động được các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh và cuộc vận động nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực, hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách được bổ sung, hoàn chỉnh. Nhiều khó khăn vướng mắc được tập trung tháo gỡ, giải quyết, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã phân tích chỉ rõ một số hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, từ đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện trong những tháng cuối năm. Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên khẳng định, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do những nguyên nhân chủ quan và khách quan, song bức tranh kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Thanh Hóa trong 9 tháng năm 2024 vẫn tương đối sáng, là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng khá của cả nước, nằm trong top dẫn đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ. Đây là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của cấp ủy, chính quyền các cấp, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trong đó có sự chỉ đạo điều hành quyết liệt sát sao của Ủy ban dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, tạo động lực cho sự tăng trưởng. Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm, thời gian để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ không còn nhiều. Do vậy, các cấp, các ngành, các địa phương cần nỗ lực, cố gắng hơn nữa với mục tiêu đã tốt rồi thì cần phải làm tốt hơn nữa. Trong đó, tập trung cao cho việc chỉ đạo khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ vừa qua để sớm khôi phục lại sản xuất, đời sống của nhân dân, nhất là việc học của học sinh ở những vùng bị ảnh hưởng, thiệt hại. Các địa phương rà soát tình hình, kịp thời báo cáo để hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái để hỗ trợ, giúp đỡ các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả mưa lũ. Ban Cán sự Đảng Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm khắc phục, sửa chữa các tuyến đường, đê điều, hồ đập, trường học bị hư hại do đợt mưa lũ vừa qua. đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch, các dự án ODA, sớm đưa các dự án đi vào vận hành, góp phần tăng thu ngân sách, tạo động lực cho tăng trưởng. Đây cũng chính là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của năm 2025. Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến vật liệu xây dựng, giá vật liệu và giải phóng mặt bằng. Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm tham mưu lập các dự án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách theo nghị quyết 37 của Quốc hội để khi có nguồn lực sẽ tổ chức thực hiện ngay. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên cũng đề nghị cấp ủy các cấp, lãnh đạo chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiếp tục tập trung làm tốt nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa. Trong đó, lưu ý làm tốt công tác cán bộ và công tác tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng dân cấp xã ngay sau khi sáp nhập, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên cũng đã cho ý kiến đối với định hướng, phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2025. Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến đối với báo cáo của Ban Cán sự Đảng Ủy ban dân tỉnh về tình hình thu chi ngân sách 9 tháng năm 2024, dự toán chi ngân sách năm 2025, tình hình thu hút đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư lớn trọng điểm trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2024, việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và một số nội dung quan trọng khác. Thực hiện chương trình công tác đối ngoại và xúc tiến đầu tư năm 2024, từ ngày 24 tháng 9, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi khảo sát xúc tiến đầu tư tại một số nước châu Âu. Tham gia đoàn có lãnh đạo một số sở ngành địa phương và các doanh nghiệp trong tỉnh. Trong chương trình, đoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Hà Lan, trong đó có nhiều doanh nghiệp đã và đang đầu tư có hiệu quả tại Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Hướng Nam, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan cho biết, sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đến nay Hà Lan đã trở thành đối tác quan trọng và ưu tiên của Việt Nam tại châu Âu. Hiện, Hà Lan là quốc gia đứng thứ 8 trên thế giới và đứng đầu châu Âu về đầu tư FDI vào Việt Nam. Tính đến tháng 9 năm 2024, Hà Lan đã vượt qua Đức trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu. Ngài đại sứ đánh giá cao việc tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hà Lan, cho thấy tinh thần cầu thị, chủ động hội nhập của tỉnh. Đồng thời hy vọng sau hội nghị này sẽ có các doanh nghiệp nhà đầu tư của Hà Lan đến tìm hiểu và triển khai các dự án tại Thanh Hóa. Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm nồng nhiệt chào mừng các doanh nghiệp nhà đầu tư Hà Lan đến tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư do tỉnh Thanh Hóa tổ chức ngay tại Hà Lan, giới thiệu tới các doanh nghiệp Hà Lan về tiềm năng nổi trội, cơ hội khác biệt của tỉnh Thanh Hóa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh, Thanh Hóa luôn trải thảm đỏ mời các nhà đầu tư trên khắp thế giới, trong đó có các doanh nghiệp Hà Lan đến tìm hiểu, triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Với phương châm lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, coi sự phát triển của doanh nghiệp chính là sự phát triển của tỉnh, Thanh Hóa sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ quy định của pháp luật Việt Nam để các nhà đầu tư triển khai các dự án tại Thanh Hóa thuận lợi và hiệu quả. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm cho biết, thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa tập trung ưu tiên thu hút đầu tư, phát triển sản xuất nhựa và công nghiệp lọc hóa dầu, chế biến thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng bằng công nghệ tiên tiến, sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử, xe điện, phụ tùng ô tô, sản xuất thiết bị y tế, sản phẩm công nghệ sinh học, dược phẩm. Cùng với đó, ưu tiên thu hút đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch di sản, du lịch sinh thái và du lịch tâm linh, phát triển các dịch vụ du lịch, khu giải trí cao cấp, chất lượng cao, sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn, an toàn, phát triển vùng nguyên liệu gỗ lớn, nguyên liệu luồng gắn với xây dựng các nhà máy chế biến tinh phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Ngoài ra, Thanh Hóa cũng ưu tiên thu hút đầu tư vào lĩnh vực y tế, sản xuất dược và chế tạo thiết bị y tế công nghệ cao. Các dự án nâng cấp hệ thống đường bộ, cảng biển, cảng hàng không, cấp nước, xử lý nước, năng lượng điện gió, điện mặt trời. Đánh giá cao uy tín, vai trò và tầm quan trọng của các nhà đầu tư Hà Lan đối với phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm trân trọng mời gọi các nhà đầu tư Hà Lan đến tìm hiểu, triển khai các dự án đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của Hà Lan, đồng thời là lĩnh vực tiềm năng và ưu tiên phát triển của tỉnh Thanh Hóa. Tại hội nghị, các doanh nghiệp Hà Lan bày tỏ ấn tượng về tiềm năng, thế mạnh và những bước phát triển vượt bậc của tỉnh Thanh Hóa trong những năm gần đây. Chia sẻ về chiến lược kinh doanh, định hướng phát triển trong thời gian tới, các doanh nghiệp Hà Lan mong muốn sớm được đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội và triển khai các dự án đầu tư tại Thanh Hóa. Các doanh nghiệp Hà Lan cũng nêu nhiều câu hỏi và được Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm giải đáp đối với những vấn đề cụ thể liên quan đến lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng, nhất là những vấn đề về thể chế, đất đai, thị trường, phát triển bền vững. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm mong sớm được gặp các doanh nghiệp Hà Lan tại Thanh Hóa để cụ thể hóa các cam kết và hiện thực hóa các mục tiêu mà hai bên cùng hướng đến. Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm và đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đã có buổi gặp gỡ chào xã giao đồng chí Ngô Hướng Nam, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm cảm ơn ngài đại sứ và đại sứ quán đã quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình cho tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình sang thăm làm việc và xúc tiến đầu tư tại Hà Lan, đồng thời mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ tỉnh Thanh Hóa phát triển mối quan hệ hợp tác với các đối tác Hà Lan, hỗ trợ tỉnh trao đổi mời các nhà đầu tư Hà Lan sang nghiên cứu, khảo sát và đầu tư các dự án tại tỉnh Thanh Hóa, hỗ trợ tỉnh kết nối với các nhà đầu tư, tập đoàn lớn của Hà Lan trong lĩnh vực mà Hà Lan có thế mạnh và Thanh Hóa có tiềm năng. Ngay sau hội nghị xúc tiến đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm đã tiếp và hội đàm với một số doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn của Hà Lan đang có mong muốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh tại Thanh Hóa. Cùng dự có đồng chí Ngô Hướng Nam, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Hà Lan và lãnh đạo một số ngành, doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hóa. Tiếp ông Kiel Klusterzai, tổng giám đốc tập đoàn Royal C4 International, doanh nghiệp hàng đầu của Hà Lan trong lĩnh vực hàng không, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm giới thiệu khái quát về cảng hàng không Thọ Xuân, đồng thời cho biết hiện tỉnh Thanh Hóa đang lập đề án xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không Thọ Xuân để kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư với nhu cầu vốn đầu tư khoảng 8.200 tỷ đồng, tương ứng khoảng 340 triệu đô la Mỹ, đầu tư các hạng mục gồm nhà ga hành khách T2, sân đỗ, đường cất hạ cánh số 2 và hạ tầng kỹ thuật khác. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao tiềm lực, uy tín và kinh nghiệm của tập đoàn C4 trong lĩnh vực hàng không, đồng thời mong muốn được gặp lại và hợp tác cùng với tập đoàn tại tỉnh Thanh Hóa. Ông Karel Kloosterziel, tổng giám đốc tập đoàn Royal C4 International, đánh giá cao những lợi thế quan trọng của cảng hàng không Thọ Xuân, đồng tình với chủ trương của chính phủ Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa về kêu gọi xã hội hóa đầu tư hạ tầng sân bay, đồng thời khẳng định sẽ sớm đến tìm hiểu thực tế, xúc tiến hợp tác đầu tư với chính quyền địa phương và đối tác phía Việt Nam. Tiếp vào hội đàm với ông Henry De Haan, giám đốc bán hàng công ty Nespai MEABV, chủ tịch hội đồng quản trị Hiệp hội gia vị Hoàng gia Hà Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm cho biết, Thanh Hóa là địa phương sở hữu phong phú đa dạng các loại cây gia vị, trong đó nổi bật nhất là cây quế và cây nghệ, là hai trong số 8 cây gia vị mà công ty Nespai đang thu mua chế biến tại Việt Nam. Thanh Hóa cũng có các doanh nghiệp hợp tác xã mạnh hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, có thể trở thành đối tác tiềm năng của Nespai, trong đó có công ty cổ phần công nông nghiệp Tiền Đông. Ông Henry De Haan cho biết, công ty Nespai MEABV đang rất quan tâm đến việc hợp tác với các doanh nghiệp và người dân tại Thanh Hóa trong việc trồng, chế biến các loại cây gia vị theo tiêu chuẩn hữu cơ, gắn với giảm phát thải chất carbon và bảo vệ môi trường sinh thái. Ông tin tưởng với tiềm năng sẵn có của tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là việc công ty Tiến Nông có thể sẽ được cấp chứng chỉ carbon trong năm 2025. Việc hợp tác giữa hai bên có rất nhiều cơ hội để hiện thực hóa sớm nhất. Cũng trong dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm đã tiếp hội đàm với lãnh đạo tập đoàn AkzoNobel, là doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất sơn với thương hiệu sơn Dulux nổi tiếng và đã có nhà máy tại Việt Nam. Ngoài ra, tập đoàn AkzoNobel cũng đang rất quan tâm đến các dự án đầu tư nhà ở xã hội và hiện chính phủ Việt Nam cũng như các địa phương, trong đó có tỉnh Thanh Hóa, đang tích cực triển khai. Tiếp lãnh đạo công ty Aqua Culture, chuyên tư vấn thiết kế, đầu tư và vận hành các công viên chủ đề thủy cung, đang có nhu cầu hợp tác với Tổng công ty Tiên Sơn để thiết kế dự án đầu tư du lịch tại xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc. Tiếp lãnh đạo công ty The House, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến thức ăn gia súc, hiện đã có 23 nhà máy tại Việt Nam, có kho bãi trung chuyển hàng hóa tại Thanh Hóa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Xuân Liêm hoan nghênh và chào đón các doanh nghiệp sớm đến tìm hiểu, triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Thanh Hóa cam kết luôn đồng hành là đối tác tin cậy lâu dài của doanh nghiệp, đồng thời sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư đến đầu tư sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh. Hôm nay ngày 27 tháng 9, các đại biểu Quốc hội gồm ông Mai Văn Hải, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Cao Mạnh Linh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã có các buổi tiếp xúc cử tri thành phố Sầm Sơn và huyện Quảng Xương. Tham gia tiếp xúc cử tri có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh, thành phố Sầm Sơn và huyện Quảng Xương. Tại các buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin tới các cử tri thành phố Sầm Sơn và huyện Quảng Xương về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Trong không khí cởi mở dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, cử tri thành phố Sầm Sơn và huyện Quảng Xương đề nghị Quốc hội, các bộ ngành trung ương nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi, quan tâm sớm có giải pháp phù hợp hiệu quả để xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, nhất là tình trạng xói lở, xâm thực bờ biển, nghiên cứu về thời hạn sử dụng của tấm pin năng lượng mặt trời để giải quyết các vấn đề về rác thải công nghiệp, môi trường trong tương lai. Xem xét, ra soát việc kinh doanh của ngành điện, vì hiện nay giá điện điều chỉnh tăng nhiều lần nhưng rất ít điều chỉnh giảm, giá điện chưa phù hợp vào các khung giờ. Về lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị cần có những giải pháp giải quyết triệt để những bất cập trong chương trình giáo dục phổ thông, nâng cao trách nhiệm hiệu quả công tác quản lý nhà nước về sách giáo khoa, đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển mạnh doanh nghiệp nông nghiệp, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn, thực hiện vai trò bà đỡ để đưa kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại và chuỗi giá trị, coi trọng thúc đẩy các mô hình liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, bảo đảm an toàn thực phẩm. Cử tri thành phố Sầm Sơn đề nghị nhà nước đầu tư nâng cấp sửa chữa các cảng cá, âu neo đậu tàu thuyền, nạo vét luồng lạch, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khai thác thủy sản, phòng chống thiên tai. Đồng thời đề nghị Quốc hội thực hiện việc giám sát hiệu quả sử dụng đất và có giải pháp chấn chỉnh công tác quản lý đất đai trên địa bàn cả nước. Cử tri huyện Quảng Xương đề xuất sớm bổ sung chức danh văn phòng cấp ủy, tăng mức phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách các đoàn thể, sửa đổi những bất cập trong quy định của pháp luật chính sách người có công. Sau khi lãnh đạo các ngành các địa phương tiếp thu giải trình một số nội dung cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền, ông Mai Văn Hải, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã cảm ơn những ý kiến kiến nghị có trách nhiệm, chất lượng của cử tri thành phố Sầm Sơn và huyện Quảng Xương. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ các đề xuất kiến nghị của cử tri để trình lên Quốc hội tại kỳ họp tới. Tiếp tục thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, ngày 27 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hướng về đồng bào vùng thiên tai. Với mong muốn giúp đỡ đồng bào khắc phục khó khăn do hậu quả của bão lũ, sớm ổn định cuộc sống, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam 3 chi nhánh Thanh Hóa, chi nhánh Bắc Thanh Hóa, chi nhánh Sầm Sơn ủng hộ số tiền 300 triệu đồng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á chi nhánh Thanh Hóa ủng hộ 20 triệu đồng. Ban liên lạc nữ 76, Hội truyền thống Trường Sơn thành phố Thanh Hóa ủng hộ 10,4 triệu đồng. Phát biểu tại các buổi tiếp nhận, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm ủng hộ, thể hiện truyền thống đoàn kết tinh thần nhường cơm xẻ áo của các đơn vị doanh nghiệp dành cho các địa phương bị thiệt hại nặng nề do bão lũ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ kịp thời chuyển nguồn ủng hộ này đến các tỉnh thành phố bị thiệt hại để hỗ trợ các địa phương sớm khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra. Đến thời điểm này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ của 978 lượt tổ chức cá nhân đơn vị với tổng số tiền hơn 69 tỷ đồng. Hôm nay ngày 27 tháng 9, Sở Công Thương Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng chống tham nhũng, kê khai tài sản theo Nghị định 130, chuyển đổi vị trí công tác cho cán bộ công chức năm 2024. Tại buổi tập huấn, đại diện Thanh tra tỉnh đã giới thiệu các quy định cơ bản của pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng, chuyển đổi vị trí công tác, đồng thời phổ biến làm rõ một số nội dung quan trọng của Nghị định 130 năm 2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tại hội nghị, Thanh tra tỉnh cũng đã giải đáp những vướng mắc mà cán bộ, công chức thường gặp trong thực hiện kê khai tài sản, thu nhập cá nhân, lưu ý những nội dung thường xảy ra nhầm lẫn, hiểu sai trong quá trình kê khai. Việc tổ chức hội nghị tập huấn nhằm phổ biến cập nhật các quy định pháp luật liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, chuyển đổi vị trí công tác, kê khai tài sản thu nhập cá nhân, giúp cán bộ, công chức, Sở Công Thương nắm chắc các quy định của pháp luật, từ đó chấp hành nghiêm túc, điều chỉnh hành vi hoạt động công tác một cách phù hợp, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Hôm nay ngày 27 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ suối Cái tại thôn Quang Trung, xã Lương Trung, huyện Bá Thước. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 năm 2024, trên địa bàn huyện Bá Thước đã xảy ra mưa rất to, mực nước trên các sông suối dâng lên cao. Mưa lũ đã làm sạt lở bờ suối Cái với chiều dài khoảng 400 m, ảnh hưởng đến 35 ha đất sản xuất nông nghiệp của nhân dân trong khu vực, gây mất an toàn cho đường tỉnh lộ 523B và 56 hộ trên 251 khẩu hiện đang sinh sống tại thôn Quang Trung, xã Hai Lương Trung. Điểm sạt lở gần nhất sát đất nhà dân, cách đường tỉnh lộ 523B khoảng 3 m. Diễn biến sạt lở tại khu vực này có chiều hướng phát triển phức tạp, khó lường, đặc biệt là khi có mưa lũ xảy ra. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước triển khai ngay các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người, tài sản của các hộ dân sinh sống trong khu vực ảnh hưởng của sạt lở. Tổ chức thường trực theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở và báo cáo kịp thời khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Thực hiện rào chắn, cắm mốc, biển cảnh báo nguy hiểm trong phạm vi sạt lở và thông tin tuyên truyền cho các hộ dân, đơn vị trong khu vực biết để chủ động phòng tránh. Tuyệt đối không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi xảy ra mưa lũ. Khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án ứng phó theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người và tài sản theo phương châm 4 tại chỗ, nhất là sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời các hộ dân bị ảnh hưởng, mất an toàn khi có tình huống xảy ra, thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế sự phát triển của sạt lở. Sở Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời vị trí sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng đến tuyến đường tỉnh 523B, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn cho người và phương tiện. Các Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ được tổ chức trọng thể trong 2 ngày, mùng 4 và mùng 5 tháng 10 năm 2024. Trong 5 năm qua, hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện sự khát khao cống hiến và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ xứ Thanh với cộng đồng xã hội. Phường Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa là một trong những địa phương bị ngập lụt sau cơn bão số 4 vừa qua. Ngay sau khi nước rút, hơn 250 tình nguyện viên là các đoàn viên thanh niên đã chung tay cùng với các lực lượng chức năng dọn dẹp, tổng vệ sinh đường xá đi lại, hỗ trợ người dân trong khu vực khắc phục hậu quả sau lũ. Bà già đó là tuổi cao sức yếu, trời quê không dọn dẹp được. Thì quê như lão nhờ đó là trong đoàn thanh niên các anh các chị giúp đỡ cho là dọn dẹp rất gọn gàng sạch sẽ, thì tôi cũng cảm ơn. Các bạn ở các cái địa phương mà không bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, tuy nhiên vẫn tích cực đến cùng chung tay cùng với những địa phương bị ngập lụt để thể hiện sự ủng hộ bằng cả vật chất lẫn tinh thần, tham gia vận chuyển các nhu yếu phẩm, bốc tháo dỡ hàng hóa để đưa kịp thời đưa đến cho nhân dân. Với tinh thần vượt nắng thắng mưa, sẵn sàng hỗ trợ nhân lực, vật lực mọi lúc mọi nơi, chỉ sau gần một tháng ra quân đợt thi đua cao điểm hỗ trợ ngành điện thi công đường dây 500 kV, đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa đã giúp người dân tháo dỡ, di dời 104 căn nhà, phát quang chặt gần 11.000 cây keo thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng, giải phóng 8 ha hành lang lưới điện. Công trình đường điện 500 kV là một trong những công trình trọng điểm của quốc gia, đi qua địa bàn của huyện Như Thanh. Xác định được vấn đề đó thì Ban Thường vụ huyện đoàn đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn có liên quan thực hiện việc hỗ trợ cùng với lại đơn vị thi công hoàn thành dự án. Đây cũng là một cái hoạt động để giáo dục cho đoàn viên thanh niên trong toàn huyện thấy được cái vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên. Nhiệm kỳ qua, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được các cấp hội triển khai hiệu quả, sát với nhu cầu thực tiễn của từng địa phương đơn vị. Toàn tỉnh trao tặng gần 200.000 suất quà, tổng trị giá gần 67,6 tỷ đồng cho các đối tượng là gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Vận động 51.000 thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Trong thời điểm diễn ra dịch COVID-19, các cấp hội cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực như trao tặng 500.000 khẩu trang, 19.000 lít dung dịch sát khuẩn cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Phong trào xung kích tình nguyện của thanh niên là một cái nét rất là riêng của những người trẻ. Thì trong những năm qua thì tổ chức hội cùng với tổ chức đoàn đã có nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong việc xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trong đó là tập trung chủ yếu là tạo cái môi trường thực tiễn để thanh niên có cơ hội được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Các công trình phần việc mà thanh niên chung tay góp sức xây dựng trong thời gian qua đã và đang góp phần làm đẹp hơn hình ảnh của tuổi trẻ xứ Thanh hôm nay. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh Thanh Hóa về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã chú trọng đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử, đồng thời phối hợp với các sở ngành đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đến người dân. Thực hiện chủ trương chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng cho người dân qua tài khoản, từ tháng 7 năm 2024 đến nay, các cán bộ Agribank Thanh Hóa đã tích cực phối hợp với các cơ quan bảo hiểm xã hội tuyên truyền hướng dẫn người dân mở tài khoản nhận lương, cài đặt sử dụng ứng dụng ngân hàng điện tử. Đến nay, ngân hàng đã mở tài khoản chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho hơn 21.000 khách hàng. Tiền lương mình nằm ở trong tài khoản, cần chỗ nào đi chỗ nào rút chỗ đó, thì tôi cảm thấy cái đó là cái hoàn toàn thuận tiện. Chứ chưa nói người tới đây không ở thường trú ở đây mà đi bất cứ chỗ nào thì chỉ cần cái thẻ đấy là có lương. Để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, Agribank Thanh Hóa đã chú trọng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ khách hàng mở tài khoản, mở thẻ thanh toán và cài đặt sử dụng ứng dụng ngân hàng điện tử Agribank Plus. Đầu tư lắp đặt thêm hệ thống hàng chục máy ATM, CDM, gần 200 máy quẹt thẻ POS và hàng nghìn điểm thanh toán qua QR code, VietQR. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đang phối hợp triển khai các dịch vụ thu hộ với hàng trăm đơn vị trường học, bệnh viện, điện nước, viễn thông. Trước đây với cái việc mà thu bằng tiền mặt ấy, thì nhà trường mất khoảng 15 ngày đầu tháng từ mùng 1 đến 15 để thu tiền mặt. Còn sau khi mà sử dụng cái việc thanh toán không dùng tiền mặt ấy, thì nhà trường đã rút ngắn được cái thời gian đó, khoảng được cũng 50%. Phụ huynh tiết kiệm được thời gian, đồng thời giúp cho nhà trường giảm bớt được áp lực về nhân sự, thời gian cũng như tránh được rủi ro sai sót, thất thoát tiền giả sau mỗi đợt thu học phí. Xu hướng sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh được dự báo còn tiếp tục tăng cao trong thời gian tới. Do đó, Agribank Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tập huấn hướng dẫn khách hàng sử dụng các giải pháp về thanh toán không dùng tiền mặt, gia tăng các dịch vụ tiện ích, đặc biệt là phát triển các dịch vụ ngân hàng số hiện đại. Qua đó, vừa giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, thời gian giao dịch, vừa góp phần thực hiện tốt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt từ 20 đến 25% một năm. 9 tháng năm 2024, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt gần 4,6 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ. Trong đó, nhiều nhóm hàng nông lâm thủy sản đang ghi nhận tín hiệu khả quan về đơn hàng thị trường. Đây là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp ngành này trong tỉnh tăng tốc hoàn thành mục tiêu xuất khẩu cả năm 2024. Trung bình mỗi tháng, công ty này xuất khẩu hơn 200 container ván ép đi các thị trường Mỹ, EU. Đại diện doanh nghiệp cho biết, sức mua của thị trường thế giới và trong nước đang ấm dần, cùng với việc giá cước vận tải biển có xu hướng giảm dần là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đẩy mạnh khai thác các đơn hàng thị trường mới. Đến thời điểm này, sản lượng đơn hàng của doanh nghiệp đã tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Khách hàng thì hầu hết là cái khách hàng truyền thống của mình nhiều năm nay rồi. Thị trường thì vẫn tốt, đơn hàng mình đã có sẵn, đã ký kết trước. Các cái đơn hàng mới thì là hầu hết là khách hàng người ta chủ động, người ta tìm đến với mình. 9 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt gần 240 triệu đô la Mỹ, tăng 20,7% so với cùng kỳ. Trong đó, có nhiều mặt hàng tăng cao so với cùng kỳ như dứa đóng hộp, dưa chuột đóng hộp tăng 57,5%, các mặt hàng cói tăng 22,4%, dăm gỗ tăng 54,3%, ván ép tăng 15,2%, ngao tăng 4,4%. Các doanh nghiệp cho biết, sự phục hồi tích cực của nhiều thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Trung Quốc đã thúc đẩy các đơn hàng xuất khẩu tăng. Các tháng tới là cao điểm các nhà nhập khẩu tăng cường mua vào để chuẩn bị nguồn hàng cho các dịp lễ Tết. Do đó, nhóm mặt hàng nông lâm thủy sản sẽ có nhiều cơ hội tăng xuất khẩu hơn nữa. Tôi là có những hợp tác bền vững, thế nên là khách nước ngoài vẫn tin tưởng đặt hợp đồng với chúng tôi. Thứ hai nữa là giá cả năm nay thì so với năm ngoái thì giá năm nay có phần nhỉnh hơn khoảng 10%. Trong cái thị trường cạnh tranh như hiện nay thì chúng tôi phải tạo uy tín thương hiệu bằng cái chất lượng của dăm và bằng cái thời gian giao hàng đầy đủ và đúng quy định. Ngoài những thị trường truyền thống như châu Âu, Mỹ, Nhật thì hiện tại công ty cũng đã tiến hành xây dựng và phát triển được các thị trường khác. Ví dụ như là ở Trung Đông ở Ấn Độ, các nước Đông Nam Á. Các sản phẩm của công ty thì đều hướng đến là chất lượng cao để giữ vững được thị trường. Hiện nay Việt Nam đã và đang ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do với các nước trên thế giới, đặc biệt là các nghị định thư để đẩy mạnh xuất khẩu nông lâm thủy sản sang các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ. Đây là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong nước nói chung, Thanh Hóa nói riêng, khai thác thị trường. Cùng với nỗ lực của doanh nghiệp, các ngành công thương, nông nghiệp cũng đang phối hợp theo dõi biến động thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm các kênh xuất khẩu chính ngạch tiềm năng. Chương trình thời sự đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.